Sáng hôm nay em cập nhật clip một con cái sinter tầm 9 tháng tuổi anh chị. Bò này thì pin lịch, lông da sắc lẻm, xế tích nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện. Đó. Cổ cổ rô đúng yếm bài bản anh chị. Đó, chân là móng sò. Lưng thẳng đòn dài gu bật. Đầu trôi luôn anh trai. Đó. Bốn chân là kiền khú luôn, rúng là rúng chuyền luôn, đuôi thì cây đuôi to, đuôi một chùm hoa đen thui đỏ mặt. Bò thì bao ăn uống bao tặc lỗi cho anh chị luôn. Bò này thì chiều sau xuống khu thì dưới 1m2 nghe anh chị. Đó, tầm 9 tháng tuổi thì anh chị gần xa thích con bò cái sinter mẫu sinh sản thôi. Này thì liên hệ số điện thoại em để trong hình, muốn xem bò trực tiếp thì đến trại bò giống ở Phú Hòa, 60 Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đó, anh chị nào có bò năng thì hay bò cạo gì cũng trao đổi bò giống anh chị ơi. Anh chị yêu thích kênh thì cho em được đăng ký chia sẻ. Thì nhà anh chị muốn xem những con bò giống ở trại bò giống Long An, muốn để chọn lựa về nuôi phát triển kinh tế thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình.